Thưa quý vị, trong khó khăn của cuộc chiến chống dịch COVID-19, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc càng trỗi dậy mạnh mẽ. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều vừa nói là thời gian qua, nhiều tổ chức cá nhân đã cổ ích lòng nhiều cùng đóng góp để toàn tỉnh chung tay phòng chống dịch, ghi nhận hoạt động nghĩa tình này tại một số địa phương. Đại diện phòng bán hàng VNPT liên quyền Châu Thành Tân Trụ đã đến thăm hỏi và trao tặng một tấn gạo cho Ủy ban Nhân dân quyền Châu Thành để địa phương chia sẻ hỗ trợ cho bà con nghèo đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thay mặt địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Châu Thành Nguyễn văn Khải chân thành cảm ơn tình cảm của Ban giám đốc VNPT Long An, phòng bán hàng VNPT liên quyền Châu Thành Tân Trụ đã dành cho nhân dân quyền Châu Thành và cho biết cùng với sự quan tâm của VNPT, địa phương sẽ luôn quan tâm hỗ trợ người dân, nhất là gia đình chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vượt qua khó khăn của đại dịch. Tại huyện Đức Hòa, VNPT Long An cũng đã hỗ trợ địa phương 3 tấn gạo. Số gạo này sẽ được huyện phân phối trao đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là các hộ khó khăn, đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện đức hòa đã ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của vnpt long an những sự chia sẻ này sẽ góp phần chung tay cùng với huyện hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn